những chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser, thế hệ mới hiện đang được xem là hàng hát trên thị trường Việt Nam, bởi lý do khan hàng và gần như không có xe mới về trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy những chiếc xe đã qua sử dụng luôn được chào bán với mức giá khá cao, thậm chí nhiều đại lý tư nhân cũng không có xe để bán do nhu cầu sử dụng cao. Chiếc xe Toyota Land Cruiser đời 2021 này là một ví dụ, nó đang được chào bán trên sàn xe cũ với mức giá khoảng hơn 5 tỷ với tuổi đời khoảng 1 năm và số lăn bánh lăn bánh theo chủ nhân công khai là khá ít, các chi tiết nội ngoại thất của xe gần như còn rất mới. Chiếc SUV Toyota Land Cruiser 2021 nhập khẩu này có chiều dài rộng cao, tương ứng ở mức 4.990mm, 1.980mm, 1.905mm, trục cơ sở 2.850mm. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt mạ chrome hoàn toàn, và cứng cáp nhờ những thanh ngang to bản nối liền hệ thống đèn chiếu sáng full LED thân xe sở hữu bộ mâm cỡ lớn đến 20 in hợp kim đa chấu đẹp mắt, điều này cũng không quá bất ngờ với mẫu xe địa hình của thương hiệu Nhật Bản. Đuôi xe là cụm đèn hậu gồm 9 bóng LED xếp thành 3 hàng mang đến cái nhìn mới mẻ, cho xe. Cản sau của xe sơn đen hoàn toàn kèm hệ thống cảm biến lùi, đèn phanh trên cao, camera lùi. Bên trong xe nội thất với ghế được bọc da cao cấp, một số chi tiết ốp gỗ tự nhiên. Màn hình giải trí đa phương tiện cỡ lớn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại được bao bọc bởi một khung kim loại chắc chắn, Hai bên là hai cửa gió điều hòa, phía dưới là loạt nút bấm điều chỉnh, cũng như màn hình LCD nhỏ hiển thị nhiệt độ và lượng gió điều hòa. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Xe còn đi kèm với nhiều đồ đồ chơi hỗ trợ vận hành off-road như khóa vi sai trung tâm, chế độ lựa chọn đa địa hình và chế độ crawl control, tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát, hay hệ thống treo khí nén hỗ trợ nâng hạ gầm. Chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser đời 2021 phiên bản nhập từ đại lý tư nhân này được trang bị khối động cơ V8 dung tích 5.7 lít sản sinh công suất tối đa 362 mã lực, mô men xoắn cực đại 530 Nm. Dung tích động cơ lớn góp phần đẩy giá bán Toyota Land Cruiser V8 nhập khẩu này, khi mới về Việt Nam là khá cao nếu là bản Trung Đông khoảng hơn 8 tỷ. Bù lại, chiếc xe này sở hữu gần như đầy đủ tất các trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp nhất của dòng SUV địa hình. Trên thị trường xe cũ hiện nay, giá xe Toyota Land Cruiser 2021 cũ không dưới 5 tỷ tùy theo tình trạng của xe, như vậy nó còn đắt hơn cả phiên bản 2022 niêm yết chính hãng hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, hiện Toyota Land Cruiser 2022 tại Việt Nam, cũng như thế giới đều không có xe để bán ra và nếu có, thì mức giá cũng tranh tới cả tỷ đồng. Xe cộ, XX.